Hưởng ứng tuần lễ ẩm thực Italia trên toàn thế giới, một loạt các sự kiện thú vị cũng sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội từ nay cho đến ngày 20 tháng 11, mang đến cơ hội để công chúng Việt Nam được trải nghiệm nhiều món ăn đậm đà bản sắc của Italia, cũng như giới thiệu tới thị trường Việt Nam nguồn nông sản hảo hạng của quốc gia này. Tuần lễ ẩm thực Ý tại Việt Nam 2022 với chủ đề Sự thăng hoa, tính bền vững và sự đổi mới, những nguyên liệu trong ẩm thực Ý tốt cho sức khỏe con người và bảo vệ trái đất. Trong tuần lễ này, công chúng có cơ hội trải nghiệm nhiều sự kiện thú vị như bữa tiệc ẩm thực giới thiệu thực đơn lành mạnh của chế độ ăn vùng Địa Trung Hải, sự kiện thảo luận về văn hóa cà phê Ý Việt giao thoa, lễ hội kem Ý Gelato, lễ hội rượu vang Casa Italia. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam và Ý giao lưu gặp gỡ, mở ra những cơ hội hợp tác mới. Như các bạn đã biết, Italia là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam như giấy, hạt điều, cũng như các sản phẩm về cà phê. Chúng tôi hy vọng qua sự kiện lần này sẽ thu hút được các nhà nhập khẩu của Việt Nam đối với các sản phẩm nông sản Ý. Từ đó chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội để hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Ba thông điệp chính mà chúng tôi muốn gửi gắm qua sự kiện lần này đó là chế độ ăn uống lành mạnh, nguyên liệu chất lượng và lan tỏa tinh thần xây dựng một nền lương thực thực phẩm bền vững. Như các bạn đã biết thì việc sản xuất nông nghiệp cũng là một trong những nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta có thể thay đổi cách thức ăn uống cũng như thực phẩm mà chúng ta nạp vào cơ thể, thì cũng chính là chúng ta đang thay đổi hành vi, ngừng sử dụng những sản phẩm có hại cho môi trường. Tiếp nối tuần lễ ẩm thực, vào đầu tháng 12 tới đây, người dân thủ đô tiếp tục có cơ hội được trải nghiệm một số hoạt động thú vị khác như triển lãm ẩm thực Ý, triển lãm hương vị nước Ý diễn ra tại Trung tâm Thương mại Eumon Long Biên và MM Mega Market.